lưu sưu tập cả hai người mỗi ngày cần tôi biết cái mỹ quan nha. Trước khi á là mình phải ướp nước mắm, đường, bột ngọt, ướp cả 5 phút để mọi người, rồi mọi người nó bắt lên kho, mình ướp cho nó thấm rồi mình bắt lên kho nha. Mình trả vô vị cho nó thấm rồi chúng ta trả xong mình mới đổ nước vô. Ngon. Mọi người nhớ tầm tải nha.